ngày hôm nay hai chị em chúng tôi đã lựa chọn một màu sắc trang phục rất là trang nhã, một màu hồng cánh sen, một màu hồng nhẹ, báo hiệu rằng là chất liệu âm nhạc trong tuần này cũng có sự thay đổi. Vâng, và không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta phải cùng đến với thành phần quan trọng nhất của cuộc thi ngày hôm nay, đó chính là thành phần ban giám khảo. Trong thời gian chờ đợi em có thể hát không ạ? Có một người vẫn yêu một người, vẫn đợi chờ dẫu cho người ấy không về. Chị đi luôn giùm em, đi luôn, đi luôn. Tháng ngày buồn ấp ôm kỷ niệm, hát một mình hát cho nỗi nhớ đông đầy. Người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nỗi đau. Tình yêu có lúc từ tìm đến với ta trong đêm tối cô đơn. Nàng như một đoá hồng phai, hương sắc héo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em mang bao tiếc nuối, trái tim vỡ tan nhặt lại từng cánh rung rơi. Nàng vẫn xót xa cho chính đời mình, vì người em yêu đã nói dung nhan tuyệt vời nhất thế gian là em. Khi em như hoa nhạt màu, anh quên khi ta có nhau. Những phút ân ái lần đầu cho tim càng thêm nhói đau. Cánh hoa tàn, cánh hoa tàn dưới chân nàng, dưới chân nàng là cả lũ hôn rơi theo môi tình. Sương rơi trên cánh lụa hồng, hãy đưa mắt em ngóng trong mong tình sẽ đến một lần bên em để tôi nhớ mong. Cánh hoa tàn, cánh hoa tàn dưới chân nàng, dưới chân nàng là cả tuổi xuân rơi theo môi tình. Nàng khóc cho mình. Xin được giới thiệu, đó chính là giám khảo Trấn Thành. Thành, hôm nay anh ra sao một ra mình có hả? Một mình vậy? Lúc đầu là một cặp. Dạ. Thưa quý vị, rõ ràng đây là một tiết mục mà chúng tôi cũng cố gắng là để nối vô cái phần MC vừa hát ngẫu hứng lúc đầu để chữa lại cho cái bài hát nó hơi cục chút xíu. Và sau phần hát của tôi dĩ nhiên là sẽ có một dòng hát tiếp theo được nói vô. Thế nhưng cái người mà hay đi cặp với tôi đó là chị Bé Tư, hôm nay là có một cái đầm không liên quan tới bộ đồ tôi cho lắm. Do đó anh quyết định đi riêng. Dạ vâng, dạ vâng. Nếu như ở tập trước quý vị và các bạn đã từng thấy một bộ đồ mang hơi hướng của chủ tiệm Hoành Thánh thì thưa quý vị, tập này coi không còn bán Hoành Thánh nữa. Sang hơn, cao cấp hơn, coi chuyện mà bán tổ yến như một cái tổ chim thưa quý vị đây. Xin mời quý vị, xin mời ca sĩ Cẩm Ly. Vâng thưa quý vị, đây thời trang đà điểu sải cánh giữa sa mạc. Đúng rồi. Không còn Hoành Thánh như năm nào, bây giờ nói chuyện sẽ bán tổ yến, tổ yến. Bữa nay cũng xin sa hạt lựu nữa ra, đừng chặt chém người ta trước à. Như vậy ra chặt nữa rồi. Không có chặt, tôi kêu, đáng lẽ nãy nó ca cái đầu tiên là người ta nói. Dạ người ta nói. Nói xong thì bây giờ nó nói không lợi thì mình cánh đồng phai. Biết sao không? Hả? Nói không lại là phải rồi, mấy người đâu có vô hệ của tôi, đi qua chỗ kia ở đi, nhanh lên. Nhưng tôi biết có một người vô hệ của tôi thưa quý vị. Đó. Thành sếp của chúng tôi là đen quyền lực và sang trọng. Anh ơi thiếu người, thiếu người. À, bên đây ta có bộ ba. Vâng thưa quý vị, đúng vẫn còn một người thưa quý vị, xin được giới thiệu bác bảo vệ hàng xóm Hoàng Nhật Nam. Yeah. Đừng đùa với anh ấy. Tránh ra, giang ra. Trời ơi. Anh Nam ơi, trời
bữa nay em thấy anh Nam kiểu mà nhìn rất gì và này nọ luôn á. Rất gì và này nọ. Đây là phong cách vệ sĩ thưa quý vị. Đứng kèm mình xin mời anh đứng cạnh chị đó cho chị Cẩm Ly đi. Không, anh đứng Minh Tuyết là còn chưa có ra lắm. Rồi anh khoanh hai tay lại mặt thật ngầu. Thưa quý vị, đó là vệ sĩ, chính xác đó là vệ sĩ. Đó là vệ sĩ. Dạ vâng. Và một tràng hô tay cho bốn ban giám khảo của chúng ta ngày hôm nay. Nãy giờ là anh Trấn Thành đã xuất hiện khá là đặc biệt, chị Tư cũng rất là đặc biệt rồi, anh Nam cũng vậy rồi, còn chị Minh Tuyết vẫn chưa có lên tiếng gì cả. Xin mời chị, cảm xúc của chị khi quay trở lại với tuần mới như thế nào ạ? Đây là một trong những cái chương trình Minh Tuyết yêu thích nhất. Thứ nhất là về ban giám khảo, còn về các thí sinh thì mỗi ngày tạo cho mình cái sự gọi là bất ngờ. Bởi vì mình không có nghĩ rằng là có nhiều người hát giống thần tượng tới mức như vậy. Nhờ cái chương trình này mới thấy được rằng là mình hạnh phúc bởi vì có người yêu thích mình và có người đã hóa thân quên cả bản thân mình để trở thành mình. Điều đó là mình cảm thấy hạnh phúc nhất. Dạ, bọn em chờ, dạ. Bọn em chờ 40 phút trôi qua. 40 phút trôi qua vẫn không thấy nói gì. Không thấy anh hiểu tụi em đang đợi cái gì. Dạ, dạ. Hỏi anh đi. Cảm xúc của anh khi đến với chương trình, anh cảm thấy như thế nào ạ? Giám khảo Minh Tuyết đã nhắc đến những giám khảo của chương trình, đã nhắn đến các bạn thí sinh hát thật giống thần tượng, đã nhắc đến ban nhạc vi diệu của chương trình cùng với những bản nhạc được biên soạn cực kỳ đặc biệt đến từ nhạc sĩ Minh Vi, và cũng như những dòng hát ấn tượng của chương trình thì sẽ không thể nào hơi thiếu sót một chút nếu như chúng ta không nói về âm thanh ánh sáng của sân khấu. Thưa quý vị, quá đẹp và... tôi đang rất là thích thú khi mà mình có hy vọng, mình có hy vọng gì mình và, tiếp còn đâu, gì nữa em nghĩ là văn của anh còn lai láo còn gì lắm. Nữa xin mời anh ạ. Xin mời anh. Thưa quý vị, khi mà đến với âm thanh ánh sáng của chương trình, chúng ta có thể thấy được rằng là bên cạnh đó bộ phận khói lửa cũng xịt rất tốt và rất đúng lúc. Thưa quý vị, tạo cho các thí sinh có những cái màn trình diễn u ám mờ ảm nhưng mà rất là huyền diệu. Vẫn còn mỗi một tuần chúng tôi có thể thay đồ, chúng tôi có thể có một cái thời trang fashion show, chúng tôi có thể fit được với nhau. Ba người là ba màu đen, hai MC là hai màu hồng với lại cái màu hồng này nữa, nhưng mà hai MC không ăn nhập gì vô giám khảo này còn lại. Bởi vì thưa quý vị, giám khảo này là nổi hơn là vì có lông. Không sao anh Thành, anh cảm thấy như thế nào ạ? Tiếng hát của các thí sinh trong tuần này, thưa quý vị, tôi chỉ muốn nghe tiếng hát của thí sinh mà thôi, và chỉ muốn nghe tiếng hát của thí sinh. MC. Quý vị và các bạn thân mến, MC sẽ nói, chúng tôi sẽ quay trở lại sau vài phút giải lao. Xin cảm ơn quý vị. Đi về. Chương trình không thể nào không có sự góp mặt của hai người trong nhóm bè Cadillac. Thưa quý vị, là nhóm bè Cadillac, một nhóm bè đã giúp cho các bạn thí sinh hát rất là tốt. Thưa quý vị, anh nói đúng lúc cái từ Cadillac em dắp liền luôn, ghê dễ sợ thiệt. Nói nào ngay hai MC của chương trình. Kính thưa tất cả quý vị. Thưa quý vị, hai MC của chương trình sẽ giới thiệu vào phần tiếp theo. Ok, mời tụi em. Và bây giờ sẽ là phần dự thi trong vòng thi đấu mang tên Lộ Diện. Xin mời. Đừng hỏi em vì sao tình yêu ta úa màu, đừng trách em vì sao giấc mơ tàn màu. Đừng hỏi anh vì sao ngày đôi ta bắt đầu, một tiếng hôn nồng sâu đã đưa ta về đâu. Mình đã yêu nhau thật lâu, mình hứa với nhau những điều em vẫn không thể quên. Lá thư nằm trên gối, dòng viết yêu thương từ anh là những xót xa trong em. Anh nỡ đi thật xa để em lại Oh.
đừng trách anh vì sao giấc mơ tan màu. Đừng hỏi anh vì sao ngày đôi ta bắt đầu một tiếng hôn nồng sâu đã đưa ta về. Trời nắng trượt theo những nỗi buồn thấm ướt lệ sầu môi đắng vì đành mất hy vọng. Lần đầu gặp nhau dưới mưa trái tim rộn ràng đôi ánh nhìn tình cảm dầm mưa thấm lâu em nào ngờ mình hợp nhau đến như vậy. Thế nhưng không phải là ý và anh muốn hỏi em rằng chúng ta là thế nào. Rồi là người đến vô tận trách sao được sự tàn nhẫn. Anh cho vô tình thương em như là em gái. Đừng lo lỡ về em khi mà em vẫn còn yêu ai. Càng xa lại càng trong vắng khảo có đoán được bốn nghệ sĩ thần tượng được hóa thân ngày hôm nay là ai không ạ? Cô gái này là Hương Tràm nè. Còn cô gái còn lại này thì giống giống Mỹ Tâm. Còn anh chàng phía bên kia thì là Bùi Anh Tuấn. Nhưng mà còn anh chàng này là rất khó đoán. Giữa ảnh pha một chút Nu Phước Thịnh, pha pha chút Duy Mạnh. Anh đoán nha, Phan Mạnh Quỳnh đúng không? Đó, lại hỏi thăm liền. Em tên gì? À, em tên là Quang Hùng và em đến từ Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện tại thì em đang là kinh doanh tự do. Bán gì em?
Nói chung em kinh doanh tự do cho nên những mặt hàng này không bán quần áo không có này, bán động sản em cũng chơi luôn. Bán chỉ như giùm anh cái. Em bán chỉ như mà cái hai năm mấy không ai rớt. Anh chị em nè chạy qua An Điềm quận 5 bán cho anh Đức nha em. Thấy thương bạn lắm. Cái bài này á, là cái nhạc trữ tình ballad mà cái ông Phan Mạnh Quỳnh ổng hát cái nhạc ổng là một cái thế giới riêng. Ông Phan Mạnh Quỳnh ổng không có hát ballad theo cái kiểu mà pop ballad. Thành thử ra ông hát một cái loại nhạc nó có một cái chữ ký riêng mà mình nghe cái mình biết nhạc Phan Mạnh Quỳnh liền, nên nhiều khi nó hơi bất lợi cho cái bạn này, tội nghiệp bạn. Tôi sẽ chờ đợi bạn ở cái bài hát chính của bạn. Vỗ tay, cảm ơn Trấn Thành rất nhiều. Xin chào bạn, bạn đến từ đâu, bạn tên gì ạ? Dạ em tên Lê Trang. Em đến từ đảo Phú Quốc. Em thì nội trợ. Ồ, là có gia đình rồi. Em bằng tuổi chị Mỹ Tâm, sinh cùng tháng. Wow, hy vọng rằng ngày hôm nay sẽ có những cái bài hát tiếp theo ấn tượng hơn để dành tặng cho mọi người nha. Mình quyết định phải đi vào vòng trong để mà con của mình với chồng của mình ở nhà đã ủng hộ mình nha. Chào bé Tràm. Bé Tràm tên gì, đến từ đâu? Em là Nguyễn Thị Thu Ngân và em đến từ Nghệ An. Em năm nay là 21 tuổi ạ. Em Nghệ An là cùng quê với Tràm luôn đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Rồi đúng rồi. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Tiếp tục chàng trai cuối cùng, Bùi Anh Tuấn. Chào bé Tuấn, bé tên thật là gì và đến từ đâu, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em tên là Nguyễn Nam Ánh ạ, 26 tuổi và em đến từ Đắk Lắk ạ. Dạ hiện tại bây giờ thì em đang đi hát mấy quán acoustic trên thành phố Hồ Chí Minh. Dạ không biết cảm nghĩ của chị Minh Tuyết như thế nào ạ, xin mời chị. Cho chị chào bốn em nha. Thực sự là với cái vòng này, đối với bản thân chị thì chị lại thấy các em chưa giống lắm. Và chị hy vọng rằng có thể là vì một cái bài mà chia cho bốn người hát, chứ có thể là tụi em chưa có thể hiện hết được những cái chi tiết. Nên chị rất là trông chờ vào vòng sau để mà có thể biết rõ hơn về tố chất giọng hát của các em có giống thực sự hay không. Và thường ở cái vòng đầu tiên á, thì giám khảo thường hay nhận xét đó là nét phản phất. Và để mà thí sinh có thể mà biểu lộ rõ hơn về giọng hát của mình á, chúng ta sẽ cùng đến với phần biến hóa. Xin mời.
nhan sắc này, giọng hát này, bộ đầm này, thường người ta hay xúi đi thi hoa hậu lắm. Anh nghĩ sao đạo diễn nội tâm Hoàng Nhật Nam? Trước kia thì anh hay xúi như đi thi hoa hậu làng hài lắm. Nhưng mà từ nay thì anh đã đỡ rồi. Anh đỡ rồi. Anh suy nghĩ lại, anh sợ mấy người chấm nó tội nghiệp người ta. Anh rất là thích cái phần trình diễn vừa rồi của Thu Ngân. Mặc dù em không có làm gì nhiều cả, mà em rất là thả hồn mình vào trong cái bài hát này. Những cái nhắm mắt hay là những cái đưa tay hay là gì đó, em làm mọi thứ thuần thục. Thì anh nghĩ rằng là những màn hóa thân tiếp theo sẽ hứa hẹn rất là nhiều những cái điểm thú vị. Và anh đang mong chờ cái điều đó. Cảm ơn anh rất nhiều. Xin được cảm ơn anh. Mời chị Cẩm Ly. Khi em diễn cái bài này có tràm rất nhiều. Cái giọng của em á, nó rất là hay và nó hiếm lắm. Mình cứ nghe, mình cảm giác là em đang khan tiếng, sắp tắt hết hơi. Nhưng mà thật ra là không phải. Giọng tràm là như vậy. Và chị thấy em làm được điều đó. Em có một vài chỗ nó hơi bị vội. Càng về sau thì em làm càng tốt. Phong thái thì chị nhìn em là sáng sân khấu và rất đẹp. Chị thích. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn giám khảo Cẩm Ly. Sao chị lại khác với chị Ly? Tiết mục này không chấm về ca sĩ thần tượng thì chị chấm em. Thì cái luyến của em á, nó lại hơi giống cái luyến của chị. Tràm luyến lên rồi xuống, còn em luyến ngang rồi lên. Có nhiều chỗ như vậy, cái luyến đuôi của em nó không giống cái luyến của tràm. Thật ra thì mình phải tách ra hai phần. Những nốt trầm và trung em giống tràm. Bắt đầu lên nốt cao em không giống. Là vì sao? Lên nốt cao em phải hát bằng kỹ thuật của em thì em mới lên được những cái nốt đó. Tràm lên nốt cao, cái khẩu hình vẫn bấu cái chữ lại. Em lên cao, khẩu hình em mở toạc ra, vang rộng để cái chữ nó khuếch đại ra. Ví dụ như là tràm sẽ hát là sơ nhẹ lòng hát. Là vậy, còn em là nhẹ lòng hát. Đúng không? Đúng không? Hả? Gọn hơn, tràm nó gọn hát hơn, tràm gọn hơn. Nên vì vậy nếu em thật sự muốn chinh phục đỉnh cao của chương trình này, em phải chịu khó luôn cái phần đó là em lên cao, em cũng phải bấu khẩu hình lại. Đúng không? Mình đã nói là cuộc thi này không phải là cuộc thi kỹ thuật thanh nhạc tốt, hay là không phải là cuộc thi hát cho thiệt là hay, mà cuộc thi hát giống thần tượng của mình. Vì vậy phải để ý những cái tiểu tiết đó. Đó là một. Phần thứ hai là em tách câu nó không giống tràm. Nếu em để ý tràm hát những bản live, tràm sát là yêu gặp nhau là xuyên, khi hết xuyên từ đi, nghĩ vậy cho nhẹ lòng hơn. Mà tràm hát gọn là yêu gặp nhau là duyên. Còn em là nó bị hơi bị ngang một tí. Em hiểu, em tách chữ ra nhiều quá. Còn tràm là nó gom nguyên câu lại. Khi hết xuyên từ đi. Đó, đúng rồi. Tràm hát vòm nhiều. Đúng rồi. Vòm. Tràm hát vòm để đẩy lực ra, em hiểu không? Đúng rồi. Em phải để ý những cái tiểu tiết đó thì em hát nó mới có cái để chấm điểm nha. Nhưng vẫn phải khen ngợi em, giọng hát rất hay, rất là trâu chuốt, có kỹ thuật. Anh nghĩ em sẽ tiến xa, chúc mừng em. Một tràng hoa tay chúc mừng cho Thu Ngân. Cảm ơn lời nhận xét của ban giám khảo. Mà em đứng kế bên em thấy giống tràm thiệt á. Bây giờ mình đặt tên nickname đi. Kia kia là Hương Tràm, em Hương Trầm. Hương Trầm. Em có nói giọng Nam Bộ được không? Dạ được. Em chào bốn vị huấn luyện viên. Và em xin được cảm ơn những lời nhận xét của bốn vị huấn luyện viên rất là nhiều. Giọng đó là miền Nam đó hả? Giọng này là giọng gì? Là giọng miền Nam bà ơi. Giọng miền Nam quên, quên. Em xin được cảm ơn lời nhận xét của bốn vị giám khảo rất là nhiều ạ. Dễ thương. Và chúc cho em sẽ có một màn hóa thân tiếp tục ở vòng tiếp theo. Cố lên. Còn bây giờ nha. Một tràng hô tay cho Thu Ngân. Thu Ngân hả? Thu Ngân. Nghe là thấy tốn tiền rồi đó. Thấy nha. Có tiền luôn. Và bây giờ sẽ là phần dự thi của thí sinh tiếp theo. Xin mời. Quên nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay mơ ruột buồn hơi vương trên môi mật đắng. Ta quên nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao vẫn mãi đêm dài để mình ta với con tim khô cần ra bầm. We'll be right back.
hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ bỗng nhiên anh lại nhớ em trong cơn gió đông về. Phải chăng khi biết yêu giấc mơ là nơi bắt đầu. Đây mùa đông ơi xin hãy lòng tiết rơi để chăn lối em anh về. Đây mùa đông ơi xin hãy lòng tiết rơi để anh biết em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây để những dấu yêu đông đầy. Một vòng tay em khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi. Này, bay bổng rồi đúng không? Nhẹ hơn, nhẹ bay nữa, nhẹ mà nó bay bổng. Này mùa đông ơi xin hãy lòng tuyết rơi để chăn lối. Bây giờ mới thấy là Bụi Tuấn xuất hiện nhiều nhiều rồi đó. Xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Đố bạn đặc trưng của Bụi Tuấn là gì? Dạ thưa anh Trấn Thành là nốt cao. Với lại cái lúc mà anh Bụi Anh Tuấn nhả chữ thì nó rất là nhẹ nhàng. Nhả chữ nhẹ nhàng là vì Tuấn có học hành ha. Nhưng mà một trong những cái đặc trưng á, Tuấn hát dồn một câu rồi tống một cái hơi ra ngoài thật nhiều. Mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi để chăn dấu em đông đầy. Trời đất ơi. Không đúng đúng. Đúng không đúng không đúng không? Chính xác. Mà hiện nay trong bài này anh thấy em thiếu. Còn cái phong cách đố em Bùi Anh Tuấn cái đặc điểm nhận dạng là gì? Theo em thì cái tay ấy, lên cao thì hay hay lắc hồng trà đúng không? Dạ, đúng rồi. Anh gọi là tay lắc hồng trà đúng không? Ok, đó là một. Nhưng cái thứ hai em bước ra là Bụi Tuấn là luôn rồi. Đây là đâu? Tôi là ai? em hiểu không? À, đúng không? Nhưng mà khi hát là nhắm mắt lại châu mai đúng không? Bắt đầu hơi hơi Phương Thanh nhập chút xíu. À, thì em phải làm ra cái thái độ là ra kiểu ngơ ngác, không biết gì, lâu lâu đứng chùi tay vô quần, chùi cho rách cái quần thì thôi. Hiểu không? Đây là vòng đầu thôi. Dạ. Anh chia sẻ cho em vài cái kinh nghiệm để anh hy vọng là em cũng sẽ tốt hơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam? Phân tích về mặt kỹ thuật khác á, như anh Trấn Thành vừa nói thì anh nghĩ là nó là cái căn nguyên. Bởi vì Bùi Anh Tuấn được mệnh danh là hoàng tử ballad. À, hoàng tử nhưng mà hát thì rất là say đắm, hát rất là dữ dội vào những cái đoạn mà cao trào. Và có một cái điều gì đó nó rất là đa tình. Thì anh mong là những cái màn hóa thân tiếp theo em sẽ thể hiện được điều đó. Dạ, cảm ơn anh ạ. Xin được cảm ơn Hoàng Nhật Nam. Không biết là chị Tư, chị có chia sẻ gì với bạn không ạ? Thông qua phần trình diễn vừa rồi. Em có được một chất giọng cũng khá là đặc biệt. Trời cho em anh. Hát cũng rất là cao nha. Và em hát rất là tốt luôn. Nhưng chỉ có điều là với cái thần tượng của mình thì mình chưa làm được đâu. Tại vì Tuấn hát nhẹ nhàng. Còn trong em có cảm giác như là vẫn còn có một cái sự nó cố gắng để lên cái nốt đó. Còn về cái phần mà để mà ngoại hình tất cả mọi thứ thì có lẽ là hơi khó đối với em á. Tại vì cái dáng của Tuấn nó không có đứng thẳng vậy. Với lại rụt rè lắm. Chị còn nhớ ngày xưa chị đặt Tuấn là lúc mà đang thi The Voice đó. Và chị nhớ hoài chị đặt tên, trời ơi, thằng nhỏ nó có cái đầu bắp cải xu. Nó vậy nè, nó lù xù là xà. Là đặc trưng của Tuấn luôn á. Lên cứ rụt rè tôi ngay ngô. Tôi còn nhớ con lần tôi đi diễn Mỹ với nó.
mấy bạn biết đi gửi một cái kiện hành lý là rất là nhiều tiền, mà đi nhiều kiện hành lý thì đóng tiền nhiều hơn. Thì thường người ta nếu như mà có mang đĩa qua tặng cho khán giả bên hải ngoại thì người ta pack đĩa lại thành một cái vali để người ta đi cho nó dễ. Đúng rồi. Nó mang 4 cục vali, mỗi cục là một hộp đĩa nhỏ. Khui đã hết phải không? Trời để 4 cục. Trời ơi, mà tôi nói ê Tuấn, tại sao em không để 4 cái cục này vô một cái vali chứ, em đi như vậy lát người ta tính tiền em nhiều rồi sao. Nó cái nó tháo 4 cục ra, nó đổ hết đĩa vô là nó ngập tràn, nó đầy không được. Trong khi người ta chỉ cần phải xếp cái đĩa lại gọn thì là để được, còn nó đổ ra hết cái dân chồng lên nó để không được. Tôi giống như con sen con ở lơm gom gom ngồi chồng đĩa xếp cho nó ngay ngắn, qua ngày mai nó bay qua tiểu bang khác để quên vali. Trời ơi, xin mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Dạ, Thành nói hết rồi, chị đâu còn gì để nói nữa em. Thôi chị chúc mừng em vào vòng trong, nếu được thì tỏa sáng hơn nữa với những góp ý của anh Trấn Thành 40 phút. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn chị ạ. Chúc mừng bạn, cảm ơn bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo. Xin mời. Em đã sống những đêm trời có ánh trăng chiếu vàng. Em đã sống những đêm ngoài kia biển du bờ cát. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì anh cùng em chuyện trò, cùng nhau nghe sóng xô gành đá ngàn câu hát yên bình. Em đã biết cô đơn là thế mỗi khi cách xa anh. Từng đàn chim cuối chân trời biết tìm nơi bình yên. Ước gì anh ở đây giờ này, ước gì em được nghe dòng cười và hơi ấm đã bao ngày qua mình luôn sát vai kề. Em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngừng trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người, người yêu anh hơn. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn. Để giờ đây cô đơn vắng tanh, đời em đã vắng anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần. Em sẽ nói em luôn nhớ anh và em chỉ có anh mời chị Minh Tuyết ạ. Ôi, Mỹ Tâm đã trở lại với chị rồi. Em hát câu đầu chị giật mình liền, tại vì Mỹ Tâm á, trong cái giọng hát của Mỹ Tâm nó vẫn phản phất cái nét của người vùng miền của Mỹ Tâm á.
nó giống dễ sợ luôn. Cái đặc trưng của Mỹ Tâm thì bây giờ em đã làm được điều đó. Chị chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Thế còn chị Tư Cẩm Ly. Lê Trang nói là Lê Trang hiện tại là nội trợ. Nhưng mà trước đây Lê Trang có đi hát được không? Dạ, trước đây khoảng 20 năm có làm MC rồi về Phú Quốc cũng có giao lưu nhiều. Nếu mà là một bà nội trợ như vậy thì quá tuyệt vời. Sở hữu một chút chất giọng trầm nhưng rất là dày, hát rất là tốt. Nhưng có một vài từ luyến cái chỗ chữ anh mà những cái chữ gì đó bị cứng, nó không được trọn tròn trịa cả cái bài. Nhưng mà những tất cả những cái đoạn phiêu, những cái gì đều rất là tốt. Ok, chúc mừng đây. Cảm ơn chị Tư. Thật sự phải nói khi mà những thí sinh đến đây thì họ có thần tượng của mình. Còn đối với bạn nữ ca sĩ Mỹ Tâm là bạn đã thần tượng được bao lâu rồi? Bạn có kỷ niệm gì với chị Mỹ Tâm hay không? Cũng 20 năm rồi. Hồi xưa em có ở đây, em có nói lúc nãy là có làm MC. Lúc đó chị Tâm chưa có nổi tiếng. Và em có gặp và em thích. Và em cảm thấy cái giọng chị rất là mộc, rất là thật. Mà em thì cũng tương đối, cho nên là em nghe nhạc của chị nhiều. Cũng là duyên số không đến được với nghệ thuật, nhưng mà em vẫn phải ấp ủ. Em xin cảm ơn. Dạ, ngày hôm nay có cái duyên rồi đó, được thể hiện luôn đúng giọng ca của nữ ca sĩ thần tượng của mình. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam ạ? Ca sĩ Mỹ Tâm quê cổ cũng ở Đà Nẵng, là mình với cổ cũng là đồng hương. Đồng hương. Mình cũng có một chất giọng cũng hiếm vậy, nhưng mà không theo nghiệp ca hát mà thôi. Dạ, cảm ơn anh đã không theo nghiệp ca hát ạ. Đâu có, cái chất giọng anh là để ngâm thơ nha em. Thích nhất là những cái đoạn phiêu á, những đoạn phiêu về cuối và lên cao trào hơn. Dường như là cứ cuốn người xem vào trong cái mạch cảm xúc của cái bài hát cũng như là cái phong cách thể hiện. Cái bài Ước Gì này thì nó nằm trong album Ngày Ấy Và Bây Giờ, nó cũng đã rất lâu rồi. Đó thì anh cũng rất mong em sẽ thể hiện Mỹ Tâm ở một cái góc độ nào khác, sôi nổi hơn. Anh rất là mong chờ điều đó. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều và xin được chúc mừng cho Lê Trang đã có một bài hát ngày hôm nay dự thi thật là trọn vẹn. Em xin cảm ơn ban giám khảo, xin hẹn gặp lại quý vị khán giả. Giám khảo xin cảm ơn rất nhiều. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo. Thiệp mời trên bàn, thời gian địa điểm rõ ràng, lại một đám mừng ở trong làng. Ngõ tên bỗng dừng thấy hoang mang, rồi ngày cưới rộn ràng khắp vùng. Ai theo chân ai tới già trẻ đi cùng, nhiều ngày tháng giờ đây tương phùng, mà lòng cay cay cay. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca. Vài ba đứa lên lắc lư theo, ai là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy này xa càng xa, buồn thay la la la. Buồn thay la 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 la. Nghĩ nhiều chuyện trong đời, anh thấy lòng càng rối bời. Liệu ngày đó nhiệt tình ngỏ lời, chúng ta lấy nhau chứ em ơi, đành bao phó mặc ở duyên trời. Nhưng thân tâm anh trách nàng tại sao vội, một người bước một người không đợi, thì đành tìm ai ai ai. Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca. Vài ba đứa lên lắc lư theo, ai là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy này xa càng xa, buồn thay la la. Cô dâu cầm hoa, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca. Vài ba đứa lên lắc lư theo, ai là thành đám cưới em với người ta. Anh biết do anh mà ra, tình yêu ấy này xa càng xa, buồn thay la 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 la. Và giờ em đã là vợ người ta, hay sống vui hơn ngày qua. Nhạc tung tắt thanh niên rời ba, còn năm sau tên đứng lơ ngơ, ai là tàn lễ cưới em theo người ta. Anh bước đi như hồn ma, ngày hôm ấy như kéo dài ra, buồn thay la la.
đã vừa người ta. Và đó chính là Quang Hùng. Có vẻ như là đúng như lời ban giám khảo hồi nãy nói, cái bài đầu tiên không phải là lợi thế của anh ấy. Và lần này Quang Hùng đã hóa thân thành Phan Mạnh Quỳnh như thế nào? Xin mời ý kiến của Trấn Thành anh nhờ. Để nói về Phan Mạnh Quỳnh, thưa quý vị, về cá nhân tôi thì tôi cũng rất thích Phan Mạnh Quỳnh. Riêng cả cá tính, cách sống của bạn ấy, tư duy và cả âm nhạc của bạn ấy. Sống rất nội tâm và cái đầu bạn cực kỳ thông minh, tình cảm và nghĩ ra những cái đề tài rất là hay. Và nghe cái bài nhạc đó người ta biết ngay là bài nhạc của Phan Mạnh Quỳnh. Ngay cả khi tôi nghe cái album của chị Mỹ Tâm Vol 9, tôi nghe tôi cũng biết bài nào của Phan Mạnh Quỳnh sáng tác cho chị Mỹ Tâm. Tôi nói, bài này hình như Phan Mạnh Quỳnh sáng tác. Và tôi dở ra tôi coi, đúng thiệt. Như vậy có nghĩa là người ta, cái cá tính người ta mạnh đến mức độ là người ta làm cái gì nó rõ ràng cái đó. Bạn hát cái bài này á, cơ bản là giống, nhưng mà để nói sâu hơn một tí không giống chỗ nào. Thì cái đầu tiên là cái giọng bạn bị bẹt hơn Quỳnh. Quỳnh hát nhừa nhừa, tôi gọi trong cái bài này là hát theo phong cách Túy Quyền, hơi xịn xịn chút xíu. Bạn đang hát bị tỉnh táo quá. Cái thứ hai là mặc dù Quỳnh nó ngắt chữ rất là chắc nhịp, Quỳnh là nó hát cái bài nào của nó cũng có nhịp hết trơn á, mà nhịp nó chắc lắm, nó ngắt ra không mà không bao giờ nó kéo dài. Là bạn là nốt đơn, còn Quỳnh là nốt đơn nhưng sau đó rung nhẹ một cái rồi dừng. Bạn hiểu không? Đó, cái đó rất là quan trọng. Chúc bạn đi xa hơn. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam, anh cũng đã từng có cơ hội để làm việc với Quỳnh khi mà anh là tổng đạo diễn của lễ trao giải âm nhạc cống hiến do Báo Thể Thao Văn Hóa tổ chức. Em là nỗi đau nhưng em dịu, ta là nắng chiều sắp thành bóng đêm sang còn người trông theo. Lúc mà làm việc với Quỳnh thì Quỳnh rất là chăm chú và anh chàng này rất là hiền, hiền khô luôn và rất là chăm chú đến rồi ngồi đợi để chạy chương trình. Và đặc biệt là trong những cái sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh đó, anh thấy là trong đó nó có những cái triết lý nó rất là sâu sắc. Lúc thì lại đơn giản dễ hiểu nhưng mà lúc nó thể hiện một cái điều gì đó rất là ma mị. À, em nghĩ vậy nè anh Nam. Thật ra Quỳnh nó rất là thông minh, ở chỗ là nó mượn cái lời văn dễ hiểu nhất để diễn tả một cái tư duy rất là sâu. Và anh để ý nha anh Nam, Quỳnh là một trong những nhạc sĩ trẻ mà hiện nay sử dụng câu từ rất tốt. Câu A nó nối với câu B, mà anh để cái vần nào cũng vần á, đám cưới như nó mờ xa, và không bao giờ cưỡng âm. Có nghĩa là cái dấu thanh lúc nào cũng đúng với cái nốt đó, không bao giờ cưỡng âm, là dấu quyền hát thành dấu sách, ví dụ vậy. Không bao giờ có cưỡng âm. Biết tại sao không? Vì người nhạc sĩ mà họ biết hát thật sự giống như ca sĩ thì họ ít khi nào bị sai cái vấn đề đó lắm. Còn có nhiều nhạc sĩ họ không biết hát, họ chỉ thích cái nốt đó và họ đặt để nó đúng vào rồi. Đó. Cho nên có nhiều cái nốt, tận ví dụ như chữ luyến chẳng hạn, hay là cái thành chữ luyên. Vì họ không biết hát cho nên họ không biết là cái nốt đó người ca sĩ sẽ phải luyến như thế nào. Cho nên cái điều đó là cái điều những người nào mà là ca sĩ và làm nhạc sĩ thì họ ít khi bị những cái lỗi như vậy. Và anh nghĩ rằng là hôm nay em đã thể hiện cái bài này thì em cũng phải hiểu một chút tính cách của Phan Mạnh Quỳnh nữa. Một người rất là hiền và sống nội tâm như anh Thành nói. Có một cái điều gì đó nó rất ma mị và triết lý. Anh nghĩ là em thể hiện những điều đó trong những cái bài hát của Phan Mạnh Quỳnh thì em sẽ hòa nhập hơn. Vâng, xin cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Chị Tư Cẩm Ly, chị ngồi ghi chép cái gì quá trời vậy? Thật sự ra là em tự tin lên, em thoải mái lên. Chị thấy khán giả vỗ tay muốn chết luôn. Mà em rụt rè mắt em tìm gì ở dưới. Em đâu có thả thính người ta đâu, người ta thả thính ngược lại em sợ gì. Mà đẹp trai, đâu có bụng bự như tôi mà sợ. Quỳnh hát dù có cao cách nào giống như cũng không nghe cao nha. Kiểu chứ giống hả? Cái cách hát của anh giống như xỉn rượu, anh cứ nhựa nhưng mà nó mềm mại lắm em. Làm vợ người ta. Nhận xét xong là bán khảo xỉn hết luôn nha mọi người ơi. Mấy mốt mà đi hát bài này là phải nhờ. Say đó là say, tình đó là say cái bài hát của bạn. Đó, một tràng pháo tay nữa cho Quang Hùng. Chúc mừng bạn. Vừa rồi là phần biến hóa của các thí sinh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng tiếp theo. Đó là vòng hòa thanh. Xin mời.
mình đã chia tay lâu rồi. Anh vẫn còn nhớ những ký ức xưa cũ về nhau. Và khi cơn mưa kéo về, sao người không trở về, để lại đây những cơn mê cùng giấc mơ trẻ. Khi anh còn nhớ em, khi anh cần em, xin hãy gọi, em vẫn sẽ ở. Mình đã chia tay lâu rồi. Anh vẫn còn nhớ những ký ức xưa cũ về nhau. Và khi cơn mưa kéo về, sao người không trở về, để lại đây những cơn mê cùng giấc. Nam Ánh và Thu Ngân một lần nữa đã quay trở lại với màn song ca này. Liệu rằng anh Nam ơi có làm thuyết phục anh được hay không? Xin mời anh. Cái anh Bùi Anh Tuấn này lần này trở lại dữ dội quá chừng. Những cái quảng cao, cao vút luôn. Và dưới này thì khán giả cũng như giám khảo đều cảm thấy rất là phấn khích. Còn đối với Hương Tràm thì vẫn da diết như vậy. Nhưng mà anh nghĩ là hai bạn hình như vẫn còn thiếu một sự gắn kết nào đó một chút xíu thêm để mà về mặt cảm xúc nhiều hơn nữa thì nó sẽ tốt hơn. Vì là anh biết Bùi Anh Tuấn với Hương Tràm hồi xưa cũng là người yêu của nhau đó, cho nên là người ta hát bài này, viết bài này rồi tham gia cái dự án âm nhạc chung này thì nó cũng thể hiện một cái tình nghĩa nào đó. Bây giờ là tình bạn thôi nhưng mà... Anh em xin lỗi anh chứ tại vì bài này là bài chia tay cho nên là không thể nào gắn kết được. Không, người ta không. Có sự luyến tiếc ở trong luyến đó tiếc. Cái bài người ta mới nức nở được ý anh Nam. Đúng là rồi. Như vậy. Vâng ạ. À. Dạ, cảm rồi. Ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Thế còn chị Tư Cẩm Ly, chị đang ngồi xếp cái đầm cho gọn. Cái đầm chị xếp tới mai chưa gọn. Với Ngân thì chị vẫn rất là dành tình cảm cho em. Nhưng ở bài này em đã có cái rất giống của Tràm, những cái hơi, những cái nội lực. Nhưng mà Tràm hát vòm rất nhiều thì qua đây em lại bớt đi tí xíu nữa. Nhưng sau cái đoạn mà trước lúc ao em hát cái câu phiêu riêng á thì lúc đó lại bắt đầu tốt lại, nó lại hay. Để mà kết cái câu ao tụi em được đi vào vòng trong nữa thì cứ mỗi một lần mình khắc phục như vậy thì nó sẽ tốt hơn nhiều. Tại vì chị rất thích cái thần thái của Thu Ngân ở trên sân khấu.
không phải ai cũng có được nha em. Cảm ơn chị Tư. Bây giờ nói một tí về Thu Ngân để chỉ em một cái chiêu này. Anh để ý Tràm nghe nó hát á, khi nó ngân cái gì đó, xin lỗi Tràm xíu là nó để miệng nó hơi mớm chút xíu. Xin lỗi em, miệng em mơ. Người ta hát mắt người ta mớm, sao người ta hát được? Người ta đã ép cái giọng người ta vô cái nó khẩu hình lắm. Giống của Hương Tràm, còn bắt phải vừa khép vừa cũng phải miệng. Cái đó là cái miệng của Hương Tràm nó như vậy rồi. Trời ơi trời, tới thi ca sĩ thần tượng thì nó phải giống, là phải giống tới nơi tới chốn. Có cái phẫu thuật thẩm mỹ nào mà phẫu thuật miệng mớm được không? Em phải về, em giả bộ em nhìn vô gương rồi em thử hát coi cái âm thanh, biết đâu nó sẽ ra như vậy. Không, em hiểu. Tôi không chấp nhận điều đó. Thành, anh thấy là khẩu hình vậy nó hơi bị giống trúng gió không Thành? Xin đưa đeo miếng em mơ mơ mơ. Giống gì? Giống gì? Khó lắm anh, trúng gió lắm. Trúng gió thì thường là khẩu hình là sẽ hả luôn đơ anh nha. Không có giống được. Chị phản đối cái điều đó. Khi em hát đó, em thăng hoa quá. Có đôi lúc em là chính em, rồi em cũng thích Tràm, nhưng mà khi bắt đầu nhạc nó vào em thăng hoa quá, chị thấy em là em chứ không phải là Tràm nữa. Chứ còn tự nhiên bắt ta hát nó ngớ vậy ra Tràm. Đây là hai ý kiến trái chiều nha, tôi đấu tới xe tôi phải bảo vệ ý kiến của tôi. Các bạn ơi, mình tham gia ca sĩ thần tượng là phải giống cả cái cách hát, cái khẩu hình, cái biểu cảm, cái cách phát âm, cái cách tạo ra âm thanh. Bây giờ bạn để ý hát live là lâu lâu Tràm có để cái khẩu hình như vậy, mà bạn thử hát như vậy biết đâu nó ra cái loại âm thanh giống như Tràm. Nó hơi khó, tại vì người ta khó nói khó mới làm chứ còn biết, ví dụ biết dễ rồi. Ai cũng tại vì được. Gì nào người ta hay nói ép dầu ép mỡ chứ ai nỡ ép môi. Em nghĩ là chính xác hơn là ép dầu ép nở, ai mở ép móm chị ạ. À? Anh đề nghị, anh không bắt buộc, em hiểu không? Đó là anh thấy nó thú vị, anh chỉ cho em. Nếu em về em tập được, vòng sau em làm, thí dụ em vào trong thì nó quá tuyệt vời luôn. Người ta sẽ thấy, ô, giống Tràm lắm. Tại vì bây giờ thí dụ tôi bắt trước, bây giờ bắt trước Lệ Quyên mà không chứng chiếm cái môi, sao tôi tin là Lệ Quyên được đúng không? Hát Lệ Quyên là phải... chút chút cái mắt cái mũi chút 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 là Lệ Quyên, còn hát siêu phép là em mình có phải lên tội cho rồi là miệng phải vậy mới là siêu black. Không, cái đó là Trấn Thành anh, mặt anh hề còn lắm. Thế con Trần bấm bấm hơi bấm bấm chút xíu mới là Hương Trạm. Ông Diêu thù chút quá nhiều quá. Cảm ơn xét của ban giám khảo à. Ảnh kêu thí sinh bắt chước gì là dòng sao nó rớt hết đèn. Anh chỉ biết là anh góp ý cái có đứa nó sửa cái nó làm quán quân, nó làm nó đang chạy. Anh chỉ biết vậy thôi. Mình lố. Chúng ta về cứ nghiên cứu về những nhận xét đó để mà phát triển hơn nha. Xin lỗi. Anh nói thiệt, bây giờ cái anh đưa ra nó là chiêu, còn dĩ nhiên làm giỏi hay không thì nó là em. Đưa chiêu ra là chuyện của giám khảo, nhưng em phải coi cái chiêu đó em có xài được hay không. Thành, không ha. Tôi hỏi nè, ví dụ lỡ ca sĩ nào bị hô hát thì người ta làm sao? Nè, nếu mà ca sĩ nào bị hô trước khi giải Hương Tràm đi niền răng em nha. Có tới mùa mấy mới được đi thi. Thì cảm ơn những phần nhận xét của ban giám khảo. Nhưng cho tôi nói thêm câu nữa, viên bạn Bùi Anh Tuấn dòng này xuất sắc nha. Một ca hót ơi. Yeah. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm thôi ơn. Đi vô giùm tôi cái đi trời ơi, cuộc chiến phía dưới rồi, vỗ tay cho Nam Anh Thu Ngân vô. Cảm ơn tụi em rất là nhiều, trời đất ơi, gia đình ổn định. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến tiết mục tiếp theo, xin mời. Những tin nhắn đang chờ không còn muốn xem, giờ em đầy ắp nghi ngờ, cô độc giữa đêm, một phút mi nhắm ngơi nghỉ mà toàn là nỗi đau. Có lẽ câu chuyện như chưa lâu, giấc mơ đã khép lại, hy vọng đứng yên, thật ra còn chút rung động chỉ là muốn quên, vì nãy đã hết tin tưởng. Nhiều lần tim em tổn thương, đáng lẽ em phải buông sớm hơn. Chuyện buồn mà cứ để thế hoài, mà nói nhau kéo dài. Nhìn lại em biết em điên dài, bởi quá lâu yêu ai. Tuổi đời nhẹ lướt như mây trời, em thấy quá rối bời để tìm kiếm cho mình ấm áp mới. Chuyện buồn từ đó không phải
luôn thật buồn. Những tin nhắn đang chờ không còn muốn xem, giờ em đây ấp nghi ngờ cô độc giữa đêm. Một phút đi nhắn người nhìn mà toàn là nỗi đau, cứ thế câu chuyện như chưa lâu. Giấc mơ đã khép lại, hy vọng đứng yên, thật ra còn chút rung động chỉ là muốn quên. Từ nay đã hết tin tưởng, nhiều lần tim em tổn thương, đáng lẽ em phải buông dấm hơn. Chuyện buồn mà cứ lê thế hoài, mà nói nhau kéo dài. Nhìn lại em biết em điên dài, bởi quá lâu yêu ai. Chuyện đời mà thế con vai nhỏ, dù tháng năm buồn là thần dược để xóa đi tất cả đau đớn lần thiết tha. Nếu dần lần nữa thúc thế vẫn luôn thật buồn. Anh giống nhầm thơ quá. Một câu chuyện buồn, chuyện buồn mà cứ lê thế hoài, mà nỗi nhau kéo dài. Nhìn lại em biết em điên dài, bởi quá lâu yêu ai. Cười đời nhẹ lướt như mây trời, em thấy quá rối bời để tìm kiếm cho mình ấm áp hơn. Và đây là một sáng tác của Phan Mạnh Quỳnh, bài hát Chuyện Buồn. Yeah, một tràng pháo tay cho hai bạn. Sao anh Thành? Thật ra tôi rất thích những cái tiết mục như thế này được diễn trên sân khấu. Không biết ở ngoài là chị Tâm với Mạnh Quỳnh có hát chung với nhau vậy không nhỉ? Dạ chưa. Hình như chưa đúng không? Phan Mạnh Quỳnh sáng tác cho chị Mỹ Tâm bài này trong cái album chính của chị. Và hôm nay mình được nghe Phan Mạnh Quỳnh hát là cái bài của mình vào cái version của một người khác. Nhưng mà tôi có thể tưởng tượng được là nếu Quỳnh hát thì nó cũng hát như vậy á. Nhưng mà vẫn là một câu nói cũ là em vẫn hiện nay em đang bị tỉnh táo quá em nha. Khi em hát giọng Mạnh Quỳnh là em phải tưởng tượng mình đang đánh Thái Cực Quyền. Tí quyền lực chưởng một cái, nhưng mà cảm giác là không có gì hết trơn á, thì nó mới ra được cái loại giọng đó. À, Mỹ Tâm, cái vòng này hơi có vấn đề nha Mỹ Tâm ơi. Có hát trật đoạn, ban nhạc giỏi quá cú luôn. Bài này bạn không có cái thái độ hiện đại của Mỹ Tâm của năm 2019. Mỹ Tâm là một cái người nghệ sĩ rất là phấn đấu, thay đổi mình, không bằng lòng với cái hiện tại. Và Tâm không bao giờ feel cái câu bị lạng, bạn hát bị loạn choạng. Bạn Mỹ Tâm lần này thì bạn hơi xuống phong độ so với bài trước. Cũng không yêu cầu bạn quá nhiều. Chắc là tôi nghĩ là nếu như bạn hát những bài tủ có sẽ bạn sẽ hát tốt hơn. Vâng ạ, có ý kiến của chị Cẩm Ly thì sao ạ? Xin mời chị. Cái bài mới như thế này là nó sẽ nhanh hơn so với bài Ước Gì. Nó tiết tấu nhưng mà nó sẽ đều và nó không có những cái chỗ để bật lên mình nghe rõ cái giọng của Tâm như thế nào. Mà ở đây thì mình cần cái đó. Nhưng mà đối với cái bài này, Trang đã có cái sự tự tin nhiều hơn. Nhưng mình thiếu cái giao lưu với bạn Hùng. Hùng quay qua nhìn miết hả? Tương tác với khán giả là một chuyện, nhưng bỏ bạn trơ trơ một mình tội nghiệp bạn lắm. Nó sẽ không có sự tương tác được giữa cái hát đôi. Cô Hùng Tư, đứng dòm ngoài. Cho bổ sung thêm là okay. Như này nè. Nó có cái diễn biến đó là lúc Lê Trang nhìn sang Quang Hùng thì Quang Hùng không nhìn. Sau đó Quang Hùng trả lại để nhìn Lê Trang. Lê Trang đã xong cái nhịp nhìn rồi thì nhìn khán giả. Là hai chị em cứ như này, không khi nào được gặp nhau cả. Gọi là đuổi bắt nhau đó, đuổi hả? Bắt nhau anh đó. Biết cái bài này là bài gì không anh? Dạ chuyện buồn đó. Mình hát đôi quan trọng là cái sự ăn ý với nhau nữa. Không những là mình ăn ý, nhiều khi mình đúng là mình mới ráp nhau thì mình phải
để ý, không phải là ăn ý, lúc đó mình phải để ý. Để không thôi nó không có một cái sự đồng điệu, không có cái nhịp với nhau, đúng không? Còn Hùng á thì giống như có cái nhận xét của tất cả mọi người thì nó đỡ hơn. Cảm thấy nó đỡ hơn, em không hát sắc nét như lúc cái bài đầu tiên. Nó đỡ hơn nhưng mà nó vẫn chưa có ra Văn Mạnh Quỳnh lắm, hiểu không? Tất cả em không có độ ngân đuôi, em cắt hẳn luôn. Đô, lâu, đô. Rung nhẹ chút xíu nó phải là nó mềm. Anh chỉ cho em về em lấy một cái đồ nặng. Khi em thả nó xuống, nó có cái độ dội lên. Dội lên vậy rồi nó từ từ nó mới đứng yên, đúng không? Thì của em là rớt cái chạch đã dính vậy luôn đó, em hiểu không? Còn em buông một cái xuống. Đó, thì cái giọng Minh Quỳnh nó vậy nè, thấy không? Đó, nó là vậy nè, nhớ nha. Vâng, cảm ơn phần nhận xét của ban giám khảo rất nhiều. Và cảm ơn hai thí sinh của chúng ta. Chúc mừng các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã khép lại những tiết mục trong đêm thi tối nay ở đây. Và kết quả thì sao? Chúng ta sẽ quay trở lại sau 10 phút nữa. Và ngay bây giờ đó là kết quả đến từ ban giám khảo. Xin mời các thí sinh của chúng ta trở lại sân khấu ạ. Xin mời. Ban giám khảo thân mến, và bây giờ sẽ là kết quả ai sẽ là người dừng lại và ai sẽ là người sẽ có cơ hội được đi tiếp vào những vòng tiếp theo. Xin mời. Thanos Trấn Thành, mời anh. Mỗi lần mà cứ nghe cái điều khó nhất là tôi không. Ok, lỡ Thanos rồi thì Thanos sẽ làm luôn nha. Cảm ơn các bạn mang cái sự trẻ trung, âm nhạc văn minh lên sân khấu. Nói một tí về bạn Bùi Anh Tuấn. Bạn này nếu chọn đúng bài thì bạn sẽ hát rất tốt. Và giọng bạn cũng thật sự là giỏi đấy. Đó là với Nam Ánh. Còn bây giờ là với Quang Hùng. Khi mà thể hiện Phan Mạnh Quỳnh thì em cần phải cảm nhận được cái hồn, chứ không phải chỉ đơn giản là cái cách hát. Nội tâm khi hát như nói chuyện, bất cần một tí. Nói về bạn Lê Trang, bài tủ thì giống, bài mới thì chưa giống lắm. Và cái em muốn chị chinh phục đó là âm nhạc của Mỹ Tâm bây giờ. Riêng về bạn Thu Ngân, khẩu hình hiện nay với em là quan trọng nhất. Em không cần phải mớm như anh nói. Nhưng em em cần phải gom chữ lại. Trong vòng thi này tôi chọn Nam Ánh. Chúc mừng Nam Ánh. Thu Ngân, chúc mừng tấm vé thứ hai. Liệu rằng có tấm vé thứ ba hay không? Chắc có lẽ là không có tấm vé thứ tư, nhưng sẽ có tấm vé thứ ba cho Lê Trang. Chúc mừng cho Lê Trang. Và đặc biệt chúng tôi rất là cảm ơn sự tham gia của Quang Hùng với tập thi đấu tuần này. Một tràng hô tay cho bạn. Giờ chúng ta hãy cùng chào đón sự xuất hiện của ca sĩ Minh Tuyết và đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Rất lộng lẫy ngày hôm nay. Và tiếp theo xin được giới thiệu nghệ sĩ Trấn Thành và ca sĩ Cẩm Ly. Wow, họ đã có mặt ở đây rồi. Ngày hôm nay có vẻ như là sắc màu mình ổn định ha, cả nhà mình ha. Nhưng mà sao anh? Chúng tôi cũng lại chia ra làm hai trường phái thưa quý vị. Nó giống như là ngũ hành đó em. Dạ dạ dạ, đây kim mộc thủy hỏa thổ. Thì đây chúng tôi kim và thổ mình quyện lại với nhau đó. Và chúng tôi là đại diện cho cái sự mà ẩn vào trong, nó là đại diện cho sự thịnh vượng. Okay. Phát tài. Là ngày hôm nay chúng tôi sẽ phát hiện ra phát triển cho những thí sinh. Ok đó và là phát sáng họ. Đúng rồi. Còn bên đây thưa quý vị, đây là team event. Thưa quý vị, đây là đen event kết hợp với ren trong suốt, kết hợp với màu chì, có nghĩa là bút chì viết trên than giấy mực đen, có nghĩa là một tờ contract, một cái hợp đồng ký. Đã, ký hợp đồng. Như vậy ngày hôm nay có nghĩa là gì? Họ sẽ tìm ra những ca sĩ tài năng có thể ký hợp đồng với Sen Vàng cho những chương trình sắp tới. Một tràng hỗn tay cho bốn bài giám khảo ngày hôm nay. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành.
công nhận nha. Anh Trấn Thành anh có một cái biệt tài là nói huyên thuyên, nói liên hồi làm cho người ta tưởng có nghĩa nhưng sự thật nó vô nghĩa thưa quý vị. Ủa nãy giờ là không có nghĩa luôn hả? Không có nghĩa, nhưng mà không sao cả. Có mà. Có không? Có nghĩa mà vậy... không ai hiểu hả? Đúng rồi, hay hay thật sự. Chúng ta hãy cùng đến với vòng đầu tiên của chương trình, đó là vòng lộ diện. Xin mời. Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc anh sâu yêu. Nhưng em ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa sang buộc và em chưa thuộc về. Anh sẽ cố quên không trái hoa mộng. Ngày hè bên nhau, tình mình đến rất nhanh. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở. Mắt anh em là tất cả, là niềm vui, là mong ước trong tháng dài. Em sẽ cố quên rằng mình đã đến trong nhau, nồng nàn như đã dấu yêu từ thuở nào. Anh sẽ cố quên rằng mình như đã dấu yêu. Chờ lại chuyện hai chúng mình, khi em với anh vừa biết đam mê tình yêu tràn trề đường mòn. Chẳng riêng hai chúng mình, nên khi vắng anh đường đã thay tên, còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy.
đến với nhau, buồn mang trong đớn đau, một lần cho mãi nhớ thương. Dài đường chẳng riêng hai chúng mình, đến khi vắng anh đường đã thay tên, còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy đầu tiên cho hỏi cảm xúc đi. Cảm xúc của ca sĩ Minh Tuyết, chị vỗ tay liên hồi luôn, chị sao thế khi mà chị nghe giọng ca của Bằng Kiều? Bằng Kiều, em trai bên đây. Vâng, em phan một phát một cái chị hơi giật mình, thì ra giọng của người tình của chị làm chị nhớ ảnh quá trời, hát hết hồn luôn vậy. Anh Kiều ảnh hát á, tuy rằng ảnh lên cao sắc bén nhưng ảnh rất là nhẹ nhàng em mà. Nhưng mà thực sự em có những cái phát âm á, em bắt chước anh Kiều giống. Đặt người cái đặc biệt nữa là tướng em cũng khá khá giống anh Kiều. Mà người ta là Bằng Kiều, ông này ông hát bằng bằng. Hát như súng nổ. Cho nên em đã đem đến cho chị rất là nhiều cảm xúc. Vừa em xong lại đến người kế tiếp làm chị nhớ rất là nhiều. Đó là chị Như Quỳnh, là người con gái bằng áo đầm trắng đây. Và lúc em hát á, chị thấy em có những cái động tác rất giống chị Quỳnh. Rồi hay gì nè, em đưa tay vậy nè, chị Quỳnh chứ hay vậy nè. Đó, em có những cái động tác rất là giống chị Quỳnh. Thì cảm giác nó lại ùa về với chị. Rồi lại kế tiếp thì lại là Đàm Vĩnh Hưng. Chị thấy em hát rất rất là giống. Chị chúc mừng em. Người cuối cùng đó là nữ ca sĩ Lệ Quyên. Thật sự nha, ngày hôm nay chị thấy á, bốn người này nè, đặc biệt là ba người này nói về thần thái rất là giống. Nếu trong bóng đêm á, nhìn rất là giống thần tượng của mình. Còn em á thì được cái trong bóng đêm em lùn giống anh Bằng Kiều. Thì chị nói là về thần thái. Còn riêng Lệ Quyên thì lúc em hát thấp mấy câu đầu vô chị giật mình á, rất là giống Quyên. Nhưng mà khi em lên cao á, em cố gắng giữ cái cao độ của mình cho nó chuẩn một chút xíu. Em lên cao em hơi bị ra khỏi Lệ Quyên một tí nhá. À, nhưng mà nói chung là bốn giọng hát này là bốn giọng hát chị rất là quen thuộc, đã đem đến cho chị rất là nhiều cảm xúc ngày hôm nay. Cảm ơn các em rất là nhiều. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với các thí sinh. À, đầu tiên chắc phải đi từ bên này hả? Xin chào bạn. Bạn tên gì, bạn đến từ đâu, bạn bao nhiêu tuổi? Em tên là Vũ Quốc Tấn. À, hiện tại em đang làm kinh doanh tự do. Thế thì không biết là trong bình thường cuộc sống của em á, em có thích âm nhạc hay không? Và em đã từng đi biểu diễn ở đâu chưa? Dạ, em rất thích âm nhạc nhưng mà em chưa có dịp nào được biểu diễn hết. Đây là sân khấu thứ? Dạ, lần đầu tiên em được lần đứng đầu tiên lần một đầu giải tay cho bạn. Dạ. Đó là sự nỗ lực và cố gắng đúng không ạ? Tí xíu nữa mình sẽ tìm hiểu thêm về bạn nha. Tiếp tục ạ. Wow. Em chào chị Quỳnh. Dạ, em là Thanh Hiền. Em đến từ quê hương Bắc Ninh ạ. Năm nay em 23 tuổi và hiện tại em đang là ca sĩ tự do ạ. Thế tại sao em lại biết đến chương trình này và em lại muốn đăng ký tham gia? Dạ, em biết đến chương trình thì rất là tình cờ và em cũng đã thần tượng cô Như Quỳnh từ rất lâu rồi ạ. Trời ơi, đứng kế mấy người dịu dàng, các em cũng cảm thấy em rất là nhẹ nhàng luôn á. Cảm ơn bạn rất nhiều nha. Chị đi bình thường thôi, chị bẻ mấy con hồi nữa, chậm sóng em không dịu chị nổi đâu. Chào Lệ Quyên, nè, tới Lệ Quyên nè. Đấy, được. Lệ Quyên, em tên gì, em đến từ đâu? Quyên tên thật là Trần Thị Như Mai. Hiện đang là sinh viên và công việc làm thêm của em là đi hát ạ. Thường em đi hát phòng trà hay là em đi hát tại những cái sân khấu hay là những cái tụ điểm nào? Dạ thưa, em hát ở phòng trà và hát đám cưới, hát nhà hàng. Em đi tham gia biểu diễn nghệ thuật được bao nhiêu lâu rồi? Dạ thì em đi làm để kiếm tiền thì nhiều, nhưng mà đây là lần đầu tiên em được đứng trên một cái sân khấu lớn như thế này cùng với quý vị khán giả. Và thí sinh thứ tư. Em tên là
Phùng Tuấn Phong, em đến từ quê hương Hải Dương. Em hiện tại đang là ca sĩ tự do. Và đến với chương trình này thì em cũng đã được xem chương trình mùa 1 rồi. Và cũng rất mong muốn là được học hỏi thêm, được va chạm thêm với một phong cách mà em đã theo đuổi từ rất lâu rồi. Đó là phong cách của anh Đào Vĩnh Hưng. Và cũng như thử sức với cuộc thi ca sĩ thần tượng 2019. Cảm ơn anh, chia sẻ rất chân thành. Và em mong là giám khảo người dưới sẽ nghe được trái tim của anh, tiếng lòng của anh. Sau đây là phần nhận xét. Em mời anh Thành ạ. Báo trước cho các bạn một tin buồn là nhân vật này sẽ là một đối thủ rất nặng ký của các bạn. Hãy cẩn thận với anh Đào Vĩnh Hưng. Nói với ba bạn này á, trong bóng đêm cái bạn giống nhất là Lệ Quyên. Và tôi nói thiệt với bạn luôn nha, bạn là cái người mà thể hiện Lệ Quyên mà giống nhất từ hồi xưa tới bây giờ, cả về linh hồn lẫn về cái âm thanh tạo ra. Nhưng mà vấn đề của bạn đây là vì bạn tạo ra không tinh tế, nên lâu lâu bạn bị oét, nên đôi khi mình nghe nó không có tốt. Rất giống ở vài chỗ nhưng mà cực kỳ không giống ở những chỗ khác. Có nghĩa là bạn phải hát bén hơn, sắc hơn, âm thanh cái miệng vòm chúm chím lại, không có được mở ra quá rộng khi bạn lên cao. Tại vì chị Quyên sẽ không mở ra như thế. Và bạn Như Quỳnh, trời ơi, bạn hát mà làm tôi nhớ idol tôi dễ sợ luôn. Mà tôi nghĩ bạn chắc phải yêu Như Quỳnh lắm mới hát được giống như vậy. Thật sự bạn có cái tâm hồn của Như Quỳnh bên trong, chứ không chỉ đơn giản là hát cái voice không đâu. Nhưng bạn vẫn phải để ý sắc bén hơn nữa, phát âm nắng nót hơn nữa. Còn anh Bằng Kiều có duyên lắm. Giọng ra có duyên, bạn đẩy vô một phát giống như là bạn chưởng Kameyoko vậy đó. Là cái thùm một cái cầu cho tôi khán giả quan mang. Hát dễ thương nhưng mà phải kiểm soát, êm đềm lại một tí để phát âm chính tả. Nói thiệt, các bạn là bốn người hát hay nhất trong vòng đầu tiên qua các tập cho đến thời điểm này. Xin được cảm ơn sự nhận xét ban đầu của ban giám khảo dành cho bốn thí sinh trong tập tuần này. Và để xem họ thể hiện như thế nào nữa, chúng ta hãy cùng đến với vòng biến hóa. Xin mời. Dù em đã cố nắm tay, nếu anh mong manh tình yêu chẳng thấy, hãy cho em đến gần một chút thôi. Quanh đây màn sương kín lối, đừng chạy đi như gió kia thoáng qua, bơ vơ một cánh đồng chiều. Trái tim của em yêu không hề thay đổi. Có lẽ em chỉ mong nỗi đau thay giấc mơ, cũng chính lý do khiến em rất yêu anh. Với khi trong tình yêu những ngây ngô niềm vui nào, dẫu thật nhiều rồi cũng sẽ quên rất nhanh, vừa từ mà tan biến. Chính khi trong niềm đau khiến cho em cố quên, mới biết trái tim này đã yêu xa. Hơn ghen dâu kín, dù em đã cố nắm tay, nếu anh mong manh tình yêu chẳng thấy, hãy cho em đến gần một chút thôi. Quanh đây màn sương kín lối, đừng chạy đi như gió kia thoáng qua, bơ vơ một cánh đồng chiều. Oh,
tim của em đều không hề thay đổi. Có lẽ em chỉ mong nói đã thay giấc mơ, cũng chính lý do khiến em rất yêu anh. Với khi trong tình yêu những ngây ngô niềm vui nào, dù thật nhiều rồi cũng sẽ quên rất nhanh, gỡ từ mà tan biến. Chính khi trong niềm đau khiến cho em có quên, mới biết trái tim này đã yêu rất nhiều. Một tràng pháo tay cho Như Mai. Và chúng ta sẽ cùng đến với nhận xét đầu tiên đến từ giám khảo Hoàng Nhật Nam ạ. Anh thấy Như Mai có nghiên cứu rất là kỹ những cái động tác về hình thể của ca sĩ Lệ Quyên. Không biết là bài hát này là em xem chị Quyên cái clip diễn nào? Diễn trên sân khấu hay như thế nào em? Thì ca khúc này thì em thấy trên YouTube thì chị Quyên thể hiện ở live show của chị Quyên. Một cái là hát live ở live show và một cái là chị quay ở trong studio. Thì em xem rất kỹ hai cái clip đó và hầu như là những cái động tác cơ bản, động tác mà đặc trưng của chị là em đã cố gắng ghi nhớ và thể hiện. Trong cái chương trình đó chị Quyên có đi qua đi lại nhiều như vậy không? Biết ngay rồi. Dạ vâng ạ, thưa anh, là tại vì chị Quyên hát với lại vũ đoàn á nên là chị cứ vậy nè. Bé tưởng tượng phong phú. Em ở đây không có vũ đoàn, em cứ níu anh vậy đó. Thì á, em mà làm rất là ra cái động tác của em á. Và hôm nay tạo hình tóc và cái váy với dáng người của em cũng nhỏ nữa, vai cũng rất đẹp, thì em có những cái điều kiện rất là thuận lợi để giống chị Lệ Quyên. Tuy nhiên, anh nghĩ rằng là cái phần vừa rồi á, em phải tiết chế lại chút. Bên kia có vũ đoàn thì chỉ có tương tác thì nó sẽ dữ dội hơn, nó sẽ hấp dẫn hơn. Còn đây em cứ xề bên này, xề qua bên kia, cứ làm suốt như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thứ nhất là cái giọng hát của em nữa, thứ hai là về cái hình ảnh của một ngôi sao mà cứ xề như vậy. Dạ. Khoan anh, mình dùng cái từ sàn hay gì được không anh? Di chuyển được không anh? Sàn nó là động từ. Còn xề. 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 Xề là một xề phần của tính từ luôn ạ. À. Xề là tính từ luôn. Xề. Nhưng mà em phải xin lỗi anh Nam chút xíu. Anh Nam nói là bạn phải chỉnh tiết chế lại một chút xíu. Thì Thành cũng không đồng ý lắm. Thành nghĩ là bạn phải tiết chế rất nhiều luôn á. Chứ không phải là một chút xíu đâu nha. Hơi bị bất ngờ. Bạn thật sự là bị quá tăng động so với những gì bạn đang thể hiện. Hồi nãy tôi mới vừa khen bạn xong thì tôi nói thiệt xin lỗi bạn, tôi muốn lấy lại lời khen ghê vậy đó. Thôi mà cái này nè, tôi nghĩ là tại Thành nhá. Chắc vậy quá. Chắc vậy quá. Nhiều khi khen xong cái thấy khít quá khít. Cứ mỗi lần mà tới tập nào của ca sĩ thần tượng á, thì trong phòng thí sinh á, nên lấy một cái bảng tên xong mình viết lên trển, đề nghị các thí sinh khi nghe lời khuyên của Trấn Thành phải biết chọn lọc lời khuyên, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Em cảm thấy chị Tuyết giống như dành cả thanh xuân để mà mài dao đâm lại xìm này vậy đó. Anh xìm, anh có đau không ạ? Không, anh xìm mở dạ, thôi. Không đi vào xuất hiện. À, thưa bạn, thế này, tôi luôn luôn phải chỉ cho các bạn thí sinh chiêu là để ra sân khấu có cái đi biểu diễn cho khán giả xem. Nhưng mà riêng với bạn chắc tôi là phải níu bạn lại. Phải nắm tay níu em. Như vậy vấn đề của em là gì? Để anh nói nè. Em bị biểu diễn, em không thể hiện mà em bị biểu diễn. Tất cả những gì em làm của Quyên rất giống và em để ý rất kỹ. Nhưng em hãy làm tất cả những điều đó slow motion xuống hai nấc cho tôi. Quyên ra là sang trọng lắm em. Trời ơi, Lệ Quyên mà. Đúng rồi. Ra người ta như vậy. Nhiều lần anh đến gần. Lâu lên rồi xương sâu kín. Mà ta đi nhẹ nhàng, cái hông người ta đi nhẹ nhàng sang trọng, còn em. Trời ơi bé ơi, không có làm như vậy, nhanh quá. Tôi nghi là cái dòng sau con bé này nó xuất hiện. Nó sẽ đứng yên một chỗ. Mà slow motion luôn. Tại vì Thành kêu step tới hai bước lùi rồi đó. Ừ. Đó.
chị nói nè, lọc lửa lại giùm chị, lọc lửa lại giùm chị nha. Em đúng là em có cái phong cách đó, mà nhất là cái phần từ gương mặt em nè, em làm những cái này nó giống Quyên lắm. Cái nhất, cái thứ hai trong giọng hát của em, em bắt chước Quyên, em có cái âm, nhưng trong cái bài hát này những cái đoạn em chặt chặt nó bị gắt quá, nó bị mạnh quá đi, nó không có cái tình ở trong đó. Nếu mà em nghe kỹ lại nó bị gắt, và như nói là Quyên hát cái âm nó vòm nhiều, âm nó dọc nhiều, em lại bị dọc quá luôn đó, tức như là em bị rộng ra quá, cho nên cái hơi em nó tống ra hết ở ngoài luôn, cho nên lúc đó nó làm cho các nốt của em nó bị chỉnh choạng liên tục trong một bài hát. Với lại á, bạn hát á, bạn nên thọ thẻ, tại vì cái hay của Lệ Quyên là âm thanh rất là nghe rất là mạnh nhá, phát ra bén nhưng mà cực kỳ bỏ nhỏ. Quyên không có bao giờ hát ồn, bạn để chị Quyên hát không bao giờ ồn. Nhiều lần anh đến gần một chút thôi là người ta bỏ nhỏ, người ta nói chuyện với khán giả. Còn em một chút thôi, một chút thôi là đi hết rồi. Cảm ơn vì chia sẻ của ban giám khảo rất nhiều, và hy vọng là em sẽ cố gắng hơn trong vòng sau. Đừng nản nha. Đây là những ý kiến đóng góp để cho mình tốt hơn thôi. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn Như Mai. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục tiếp theo. Hoàng hôn buông xuống trên mái đâu còn xanh, mà tim trắng lạnh. Chân bước thật mau, đời còn gì ngày sau khi đã vắng xa nhau. Điệp đến tìm lan trong nỗi hoang mang, chẳng biết người xưa có đang u sầu. Đời sao oan trái, một vòng giấy oan trái đêm tình vui sâu. Người tôi thương yêu xa trước công thiên ngôn, buồn bã cúi đầu không nói một câu, bồi hồi mà nhìn nhau lệ tuôn như sóng trào. Một cánh hoa thắm những đời vui dập tã tơi, tội này điệp mang cho đến thiên thu muôn đời. Mà lan không trách, bởi vì lan không trách nên càng sâu thôi. Từng kỷ niệm ngày thơ vui sâu
gian rằng vào yêu xin nhớ, người vào yêu xin nhớ học thêm chữ ngờ. Vào yêu xin nhớ, người vào yêu xin nhớ học thêm chữ. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong bài hát của mình. Không biết ngay bây giờ thì chị Minh Tuyết, người rất là thân quen cùng với ca sĩ Như Quỳnh, đang cảm thấy như thế nào ạ? Xin mời chị. Giọng hát của em giống chị Như Quỳnh bây giờ quá. Đương nhiên là không thể nào là 100% được, nhưng mà giống rất là nhiều. Cái ngân, cái luyến lấy của em lâu lâu hơi bị ngút cái hơi đuôi một tí, nhưng hình ảnh của em á thì lại giống chị Như ngày xưa, nên nó làm cho chị có nhiều cảm xúc xáo trộn. Chị nghĩ nếu chị Như nhìn thấy em hát bài hát này chắc chị Như vui và hạnh phúc lắm. Dạ em cảm ơn chị ạ. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết ạ. Cái bàn tay của em, cái hình thái của em và cái câu cuối của em khi em ao, em chỉ có một cái động tác mà tụi chị hay chọc chị á, even chỉ chụp hình cũng vậy nữa, lúc nào cũng vậy đó. Chị rất từ từ, tay chị lúc nào cũng vậy. Em làm y chang cái điều đó. Cảm ơn em rất nhiều. Mùa 1 chúng ta cũng có thí sinh hóa thân thành ca sĩ Như Quỳnh. Nhưng mà mùa này với sự xuất hiện của Nguyễn Thị Hiền thì anh nghĩ đây là một cái phiên bản khá là hoàn hảo. Và một nhan sắc thế kia trong một cái tà áo dài vô cùng đẹp và duyên dáng, cộng với một cái chất giọng vô cùng ngọt ngào nữa. Em hát cái bài này bằng cả cái tâm hồn và giống như mình đang là Như Quỳnh vậy đó. Cái điều đó nó càng mang đến cái sự xúc động nhiều hơn. Và đúng là từng câu em hát á, câu nào ra câu đó, bản thân anh nghe là anh nuốt trọn từng lời. Bởi vì là em, cái gì nó phát đi từ trái tim thì nó sẽ đến với trái tim. Thì như vậy là nó đã quá đủ để mà hóa thân thành một cái thần tượng mà rất là nhiều người yêu mến. Thì anh nghĩ là chắc là Trấn Thành cũng sẽ chia sẻ nhiều hơn về những cái phần hát hơn nữa. Bởi vì là idol của Trấn Thành cho nên Trấn Thành sẽ hiểu rõ như thế nào để mà nó có thể tạo nên sự xúc động dân trào như vậy. Xin mời giám khảo Trấn Thành ạ. Thật sự như thế này là tại vì Thành rất là yêu tiếng hát của chị Như Quỳnh. Mà không phải chỉ là tiếng hát thôi, mà cả con người của chị nữa. Khi mình tiếp xúc với chị ở ngoài đời rất là yêu thương chị. Một người rất là đàng hoàng, tử tế, nhẹ nhàng. Có những cái người thần tượng thì đơn giản chỉ là thần tượng nghe và yêu thích giọng hát. Nhưng có những thần tượng giống như là một cái icon, mình gọi là một biểu tượng cho một thế hệ nào đó. Và chị Như Quỳnh là một trong những cái biểu tượng. Nhưng mà chúng ta phải thấy rõ cái điều này, mình nói rất là công tâm, là dĩ nhiên thời gian nó không chừa một ai cả. Dĩ nhiên là chị Quỳnh trong những năm gần đây, có thể là vì những cái chuyện về cuộc sống của chị, chị cũng gặp nhiều cái điều kiện không thuận lợi cho sức khỏe, nên cái giọng của chị cũng có thể nó không tốt được như chị Như Quỳnh đã từng. Và nó mới có cái cách hát mà chậm như bây giờ, như cái vừa rồi bạn thể hiện, không có smooth như hồi trước. Nhưng mà vẫn là Như Quỳnh và tôi vẫn yêu. Có những người mà tới mức độ mà tôi không biết với mọi người khán giả như thế nào, nhưng với Trấn Thành thì Như Quỳnh có hát như thế nào thì vẫn là Như Quỳnh, vẫn yêu Như Quỳnh, mãi mãi là Như Quỳnh. Cảm ơn phần chia sẻ của ban giám khảo và cảm ơn bạn rất nhiều. Và mong rằng bạn sẽ cố gắng hơn nữa trong vòng sau, chinh phục khán giả cũng như chinh phục ban giám khảo. Cảm ơn bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thí sinh tiếp theo. Xin mời.
giọt mưa nhẹ rơi ngoài hiên, nơi xa em có hay không? Trên trời kia mưa trong màn sương, chờ đợi em sẽ quay về. Con đường xưa giờ đây ngơ ngác, ngập đầy tuyết rơi giá lạnh. Tìm về đâu ngày xưa, lấy ngoài trong nỗi bơ vơ. Một lần thôi, thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng vẽ vuốt vai mềm. Đời bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và cho cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ ngày người tình cầm tay anh nhé. Dù đời này bao nhiêu bao giờ để được nằm kề bên. Con đường xưa cũng êm đêm. Một lần thôi, thời gian trở lại, mình sẽ không chia lối đi. Đôi bàn tay xin đan vào nhau, nhẹ nhàng vẽ vuốt vai mềm. Nơi bình yên chẳng còn hoang vắng, chẳng còn nhớ thương mơ hồ. Và cho cơn mộng kia yên lành khi bóng đêm về. Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, mơ môi còn khao khát chờ này người tình cầm tay anh nhé. Dù đời này bao nhiêu bao giờ để được nằm kề bên em. Mưa sẽ thôi rơi, con đường xưa cũng êm đêm. Và đây là thí sinh của chúng ta, Quốc Tuấn. Tôi đang khóc cái bà Như Quỳnh. Tôi nghe ông Bằng Kiều vô ông tán cái tôi tỉnh liền. Tôi nói thiệt, tôi đang khóc, tôi đang đứt nở, tôi nghẹn ngào, tôi nhớ thần tượng của tôi. Ông Bằng Kiều ông nhảy sổ vô giống như kiểu nghe không? Nghe không? Nghe không? Dù là cơn mơ băng giá, dù đời chờ là nỗi xót xa. Tôi hát mà, bạn hát mà cái thái độ bạn dễ sợ thiệt á, kiểu mà không nghe không nghe tát vô mặt bây giờ kiểu vậy. Trời ơi, em sao hát mà dữ vậy cưng hả? Hỏi thiệt. Em run quá hả? Run quá trời, dễ thương muốn chết luôn. Hiền mà, đâu có phải như nãy anh nói đâu, hiền queo à. Thấy hát dễ thương mà, đâu có dữ đâu. Không không, thì cái mình cách ghẹ, á, cái cách á. Mình ghẹo vậy thôi. Ghẹo. Thiệt ra thế này nè em ạ, cái vấn đề của em thì nó vô số. Từ đâu chắc anh nhường cho người tình lý tưởng nói trước, còn dư nhiêu anh bao hụi chót nha. Xin mời giám khảo Minh Tuyết ạ. Thực sự là anh Kiều á, ảnh hát giọng rất là nhẹ nhàng, ảnh lên cao rất là êm ái nhẹ nhàng. Nhưng mà còn em á thì em hát á, em phải điều khiển cái giọng của mình lại, cái cách nhả chữ của mình ra nhẹ nhàng một tí. Ví dụ như anh Kiều hát là cơn mưa băng giá chẳng hạn, nhưng mà em là băng giá xót xa, em bị vậy á.
Cái là em phải điều khiển lại cái làn hơi của mình và cái cách nhả chữ của mình làm sao cho nó ngọt ngào một tí thì nó mới giống anh Kiều. Rồi anh Kiều cái đuôi á là anh Kiều anh không có ngưng liền, anh Kiều là anh phải kéo thẳng cái làn hơi ra xong anh mới ngưng nhẹ một cái, chứ còn em là em vừa đềm là em ngưng liền là không đúng. Dạ. Bây giờ nè, rồi cái đó Thành là mày... anh sẽ làm lố thêm một tí rồi em chuẩn bị em nghe. Cái đó là cách hát ha, còn quan trọng nhất là cách phát âm. Anh Bằng Kiều là người Hà Nội, đúng rồi, phát âm rất bắt mà bắt hơi bị thế... nặng luôn ấy. Đó, cái này chị quên bạn nói. Bạn phải để ý nha, ví dụ như chữ mình thì bạn phải mình, nó phải như vậy cơ. Ví dụ như tình yêu sâu kín cho em đã bao ngày thầm lặng. Đúng rồi. Đúng chưa? Chính xác. Nó phải bắt cỡ đó thì nó mới ra anh Kiều. Cảm ơn những lời chia sẻ của ban giám khảo rất nhiều. Cảm ơn bạn rất nhiều. Quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng đến với thí sinh tiếp theo, xin mời. Dạ, kính thưa quý vị, và tiếp theo sau đây là một ca khúc trong một cái hoàn cảnh mà người bạn rất thân của Hưng, đó là nhạc sĩ Minh Vy. Trong cái hoàn cảnh mà Cẩm Ly gì á cũng rất thân đang lưu diễn ở bên nước ngoài, và rồi Minh Vy đã sinh cho Hưng một đứa con tinh thần. Ca khúc này được ghép từ những tựa đề của 63 ca khúc nổi tiếng. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc được mang tên Ngẫu Hứng Bolero. Trong xóm xa thao thức vì em, xóm đêm lạnh lùng, đêm đông thành phố mưa bay, khi nay em đã đi rồi, trộm nhìn nhau tình đời ngang trái, mất đắng tình yêu trong biển sâu. Ta phóng nhà ai em về với người, sáng ngang một chuyến xe hoa, cô đơn tan nhớ nhau hoài, buồn ăn năn ai khổ vì ai. Đêm lang thang một mình mang theo có nhớ, trả lại em chuyện ngày xưa, giọt lệ sầu trách ai vô tình. Trên đêm mưa kỷ niệm nào buồn không em, dấu tình sầu nào phôi pha, đêm tâm sự sao tôi vẫn nhớ. Qua cơn mê yêu người là như thế, sao tôi vẫn cô đơn, giận hờn nào phố đêm mưa bụi, tình bơ vơ giá thương nghẹn ngào không em, túi phận chờ người tôi yêu, duyên kiếp mình cay đắng bờ môi. Tháng sáu trời mưa, mưa nửa đêm, hai chuyến tàu đêm tiễn đường người tình. Đêm hoang vầng trăng suy tư, mưa đêm tình nhỏ mong
mong chờ, trả lại em trăm nhớ ngàn đêm hoang vầng trán suy tư, mưa đêm tình nhỏ mong chờ, trả lại em trăm nhớ ngàn. Ủa ít kỳ diệu, anh làm gì với cổ mộ của mình vậy? Ôi giật mình luôn. Đang hoang mang bé. Sao vậy? Anh Hưng, anh về đi anh thi gì nữa. Trời ơi, nó giống từng giây một chứ không phải là từng phút. Nó giống từng giây một, từng cái bước đi, hơi thở, động tác, ánh mắt, dáng đứng, tư thế, cách cầm áo, cách choàng khăn, cách đeo bông tai nhuộm đầu highlight. Trời ơi, đó là biết rồi. Tôi biết nói gì với bạn đây. Tôi im lặng. Anh nghĩ là em đã từng diễn và hóa thân thành Mr. Đàm rất rất là nhiều lần để đạt được cái độ điêu luyện như là một cái phiên bản Mr. Đàm thứ hai như thế này, đúng không? Bởi vì là từng cái bước trên sân khấu em đi đều đã có một sự tính toán vô cùng kỹ lưỡng, thậm chí là một cái động tác cởi chiếc áo khoác ra, kéo mic ra xa để mà chiếc áo khoác đó nó được nằm gọn trên tay mà vẫn đảm bảo được cái phần âm thanh lúc đó. Mà rất hình, là điêu luyện nha. Rất là điêu luyện mà hình dáng vẫn đẹp, không có một cái gì gọi là vụng về lúc đó cả. Anh nghĩ là tất cả đều là gọi là một cái sự nhập hồn của Mr. Đàm trong cái tiết mục này. Anh nghĩ là chắc cả 100% luôn. Đúng. Riêng cái bài này ngay thời điểm này tôi có thể nói là 100%. Lần đầu tiên tôi nói bạn là tuyệt đối luôn chứ không có tương đối. Khủng khiếp thật. Em xin cảm ơn rất nhiều. Mà chị chỉ thấy em thất bại có một điều, tại sao bao nhiêu lâu nay hát giống vậy mà không ốm xuống đi rồi giả giả ông Đàm Vĩnh Hưng đi hát. Dạ, kiếm nhiều tiền. Vâng, em xin phép anh ngắt lời chị Minh Tiết là trước khi mà em casting chương trình này thì em cũng có sự góp ý của anh Minh Vi là giảm cân, thì em cũng giảm được 3 cân rồi. Ủa, 3 cân rồi chứ không là em hôm nay là không được thu gọn như này đâu. Bạn cố gắng nha, thực phẩm không chừa ai bao giờ. Cảm ơn những nhận xét từ ban giám khảo. Em nghĩ rằng chắc không còn gì để nói với thí sinh này. Chúng ta sẽ cùng đến với vòng tiếp theo đúng không ạ? Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Em xin cảm ơn ban giám khảo. Xin cảm ơn. Chúc một tương phong. Vòng biến hóa đã trải qua với sự biến hóa khôn lường của thí sinh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng đặc biệt hơn, đó là vòng Hòa Thanh. Xin mời. Lòng con gái
được buồn. Thầy mẹ vui hơn mà lệ tràn rưng rưng, dặn dò con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng. Bước qua dòng sông hỏi từng con sông, đời người con gái không muốn yêu ai được không? Chị Tư, chị có cảm xúc như nào với phần hòa thanh này ạ? Thấy yêu cái nét của Như Quỳnh quá đi, của Hiền á. Tại vì ở Quỳnh á, cái gì nó cũng đầm thắm và nó nhẹ nhàng lắm. Nó nhẹ nhàng từ cách hát cho đến từng cái cử chỉ, từng cái ánh mắt, tất cả nó đều nhẹ nhàng mà nó đầm lắm. Nó rất là đầm, nó duyên dáng mà nó rất là đầm. Ở Hiền á, Ly dám khẳng định là hát giọng của Như Quỳnh hiện tại khó hơn Như Quỳnh trước đây, khó rất nhiều. Và ở Hiền phải có cái cột hơi rất là dài và chắc mới có thể hát theo cái cách của Như Quỳnh hiện tại. Nó rất là khó, nếu không đủ lần hơi sẽ không hát. Tại vì cái cách ngắt của Quỳnh hiện tại bây giờ nè, khó hát vô cùng. Mà Hiền làm được rất rất là tốt, rất là tốt ở cái vấn đề đó. Và tất cả mọi thứ ở Hiền toát lên. Nó một cái cô gái, nó đẹp mái tóc, rồi tất cả trang phục như áo dài hay là tất cả bây giờ, tất cả mọi thứ đều tốt hết. Và cái bài vừa rồi Hiền hát á là cũng hơi khó cho Hiền, là nó đi cái kiểu tempo nhanh, nhưng Hiền vẫn làm tốt, làm tốt trọn vẹn luôn, rất là hay, rất là giỏi. Còn nói về Mai, em bị một cái rất là nặng là khi em vào cái từ đầu tiên của cái câu đầu tiên, bao giờ em không bao giờ đặt đúng cái trọng âm hết. Cái điều đó nó rất là quan trọng, mà hầu như em vào 3 lần là 2 lần em đều bị hết. Chỉ có lần thứ 3 tương đối là cái chữ rồi gì đó, thì chữ tương đối là nó đỡ hơn. Và em bị mất tập trung trong bài này, cho nên em đã quên lời. Từ cái quên có 2 từ là em bắt đầu quên luôn cái kia, em không biết được vô. Sau đó em lại quên rất là nhiều và em mới quay qua em cầu cứu Hiền, rồi sau đó mới vào được. Tức là mình đã bị một cái gì đó nó không có tự tin. Bắt đầu là em sẽ mất tập trung, em quên một cái là nó sẽ kéo theo.
Và có một điều nữa chị hơi khó chịu chút xíu là tại vì em cười trong cái bài hát này. Chị không biết là Quyên diễn bài này như thế nào, khi một mình chị không biết. Nhưng mà cái điều đó nó làm cho mình cảm giác như là em chưa có đi vào nhân vật, em hiểu không? Tại vì cái bài Duyên Phận nói về cái phận người một cuộc con gái, thì ở đây em hát bài này thì em lại tươi rồi em còn cười nữa. Cho nên là nó khác hẳn với cái tâm trạng của Như Quỳnh bên đây. Cho nên nó hơi bị tương phản một tí xíu, nó không có đồng nhất giữa hai người. Đúng là Như Mai á, trong cái bài hát này thì thể hiện tốt hơn, có lắng nghe những cái góp ý của giám khảo để điều chỉnh mình. Bài này mình chỉ có là ra và feel trong cái nỗi buồn của cái nhân vật trong đó thôi là đủ. Đó, và hai cô hát rất là dễ thương, đang rất là hòa hợp. Thì nó có một cái tai nạn nhỏ của Như Mai khi mà bị quên lời. Và sau đó là nó có một cái sự bối rối. Nhưng mà từ đó anh mới thấy là hai bạn á, nó có một cái sự gọi là phối hợp với nhau để mà giúp nhau, một cái tình gọi là tình đồng đội ở trong đó. Lúc đó là cái cô Nguyễn Thị Hiền cũng bắt đầu quay sang để có những cái câu hát để mà giống như nhắc nhớ lại, để cho làm cho Như Mai bình tĩnh hơn. Rồi cuối cùng dìu nhau đến cuối cái bài hát đó. Thì anh cũng rất là khen cái tinh thần của hai bạn. Và đến cuối hai chị em ôm nhau, bởi vì giống như là mình đã vượt qua cái sóng gió rồi. Đó, thì cái điều đó cũng rất là tốt. Bên chỗ của Nguyễn Thị Huyền thì anh rất là thích những cái câu của em, như là đục trong này, rồi sống theo gia đạo bên chồng. Câu nào hát cũng bén và sắc, mà rất là ngọt ngào luôn. Anh có một cái tình yêu rất là đặc biệt dành cho cái tiết mục này. Đặc biệt là hai cái cô nữ rất là xinh đẹp và có cái giọng hát cũng rất là hay. Hai chị em hát phê đấy. Mặc dù diễn viên là cái cô Mai, cái đoạn đầu tôi dập cổ quá, nhiều khi qua bài hai cổ hơi quýu, cổ tập trung quá. Thường cái gì tập trung quá làng hồi nó trật à. Nhưng mà thế này, phải nói là ít nhiều gì thì thôi mình cũng ghi nhận cái sự mà ít ra là biết tập trung lại của bạn. Cái đó là cái điều rất đáng ghi nhận ha. Bạn có một cái lợi thế trời cho là giọng bạn cực kỳ giống chị Lê Quyên. Và cái điều mà bạn phải làm trong cái cuộc thi này là hoàn thiện những cái lỗi mà bạn đang chưa giống Lệ Quyên, như phát âm, chính tả, cách mở khẩu hình, cách thả nhẹ chữ và cách nhấn miết cái chữ cho nó vuốt, cho nó thẳng, cho nó bén cái chữ. Bạn Hiền thì nên có một cái giao lưu với bạn Mai, tại vì chị Như á, mỗi lần mà người ta hát cái gì á, cái đoạn chị hát mình không nói nha, là tay chị tập trung. Còn lúc mà người ta hát cái gì chị giống như là hát cho chị vậy đó, mà chị nhìn cái bên không có gật lý lẽ gì, không, đại khái như vậy thôi, chứ bây giờ tôi làm như Trang chị Như thì nó không ra, hiểu không em? Em phải làm những hiểu cái điều đi đó. Nha, hiểu giùm anh Thành đi nha, hiểu chứ nha. Em đừng có làm như anh nha. Dạ, hiểu như anh Thành. Nói chung là em trời ơi, em tiếp thu rất là nhanh. Hồi nãy cái bài đầu em hát không có bén, nhưng cái bài thứ hai Như Quỳnh hát quá bén, thật sự rất là tốt. Và dĩ nhiên nó vẫn chưa trọn vẹn. À, và cái trọn vẹn là cái em sẽ làm ở những vòng sau. Nhưng chúc mừng, anh tin bài này Như Quỳnh song ca với Lệ Quyên ở tại chỗ này. Vâng, cảm ơn phần chia sẻ của ban giám khảo rất nhiều à. Chúc mừng hai thí sinh của chúng ta. Xin cảm ơn ạ. Quý vị thân mến, hai cô gái đã hòa thanh cùng với nhau. Liệu hai chàng trai sẽ hòa thanh như thế nào? Ngay bây giờ sẽ là ca khúc đến từ Quốc Tuấn và Tuấn Phong. Xin mời. Chỉ còn gần em một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Gửi theo cánh chim về vui với đời, để lại thương nhớ cho kiếm đơn côi. Núi đồi lòng lộng chiều mưa nhớ anh, biển xanh vẫn xanh người đi sao đành. Để trong giấc mơ hồn anh thẫn thờ, em ơi bao giờ mới được gần nhau.
này cho em khi mong ước không thành. Ngày buồn còn bao lâu, hãy muốn đời nuối tiếc, đêm cuối cùng bên nhau. Biết em sẽ buồn vì tuyển anh chưa rời bên. Biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã ngày vui của em cùng ai trên đời, là hôm tiễn anh về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này qua. Không thành ngày buồn còn bao lâu cho muôn đời nuối tiếc, đêm cuối cùng bên nhau. Biết em sẽ buồn vì thuyền anh sẽ rời bên. Biết em sẽ buồn vì mình chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã phai, ngày vui của em cùng ai trên đời, là hôm tiếng anh về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này nguôi, là hôm tiếng anh về nơi cuối trời. Em ơi bao giờ nhớ thương này. Băng Kiều, Đà Vương xin chúc cho quý vị một đêm thật vui. Và Hưng và Kiều rất cảm ơn công ty Sen Vàng đã giao duyên cho Hưng và Kiều đứng chung trên sân khấu này. Sợ thiệt luôn á. Tôi sợ thiệt. Em thấy sợ. Thì thi chi vậy, đi về. Ê, đi. Hồi xưa tôi bảo đảm nha. Tôi xưa cái ông Bằng Kiều này, ổng làm bên cái đội báo cháy. Em ơi bao giờ. Má quất con câu mà tôi cười muốn chết. Lần nào ổng vô tôi cũng giật mình hết trơn. Ê nó nghe nè, em giải trí lắm em. Anh nói thiệt. Em á, em hát không có giống 100% giống như là cái bạn Đàm Vĩnh Hưng bên này, nhưng mà em có rất là nhiều cái đoạn mà giống anh Bằng Kiều lắm. Dĩ nhiên nó không có được trao chuốt nhưng mà giống lắm. Mà cái quan trọng là em giải trí em ơi, em vui hát cùng lắm em ơi. Không, thực sự là dòng này đó, bạn hát có nhiều nét giống anh Kiều hơn là dòng trước. Nó có nhiều âm sắc bắt hơn là bình cái dòng tĩnh hơn. Và bình tĩnh hơn. Và nhất là những cái câu cao á thì hát nghe nó rất là giống anh Kiều. Với lại nên nhớ một điều là bạn hát hơi ngắt câu, ngắt chữ nhiều quá. Anh Kiều anh hát nó mượt mà lắm. Đúng rồi, nó nối. Nó nối với nhau. Tại vì em hát mà ở đây chị tội nghiệp cho cái cổ họng của em quá. Chị nghĩ chắc nó tua, tét cho nó đau không em? Đau.
có cố em gắng hát bằng cổ không? Em có cảm thấy nó đang bị dạ, dạ không, giọng của em từ nhỏ nó đã vậy rồi. Không, dạ. Không phải là chị nói em hát rè mà chị đang hỏi em hát nãy em có đau không cái cổ? Dạ không. Rồi chị có cảm giác như vậy đó. Em làm cho người ta có cái cảm giác là em sử dụng cái cổ họng của em nhiều không. Quá nó. Thật không. Là bạn này á là sẽ có khả năng train đó. Train bạn là bạn hát tốt đó, là tại vì bạn có điều kiện thuận lợi. Chỉ có cách là bạn chưa biết cách khai thác cái giọng của bạn thôi. Có một cái chi tiết mà thú vị á, anh muốn nhắc ra đây á, là lúc hai em hát song ca nam á, thì Tuấn Phong hát là biết em sẽ buồn thì nhìn sang Quốc Tuấn, biết em sẽ buồn thì ông Quốc Tuấn ông bẽn lẽn ông bối rối giống như mắc cỡ. Rồi ông kia cũng hát lại là biết anh sẽ buồn, rồi ông kia cũng nhìn lại thì vì mình chẳng có ngày mai là báo trước rớt hết hai người đó. Cho nên là song ca nam anh nghĩ là lúc mình nên chọn cái câu nào để mình nhìn nhau, chứ nó rơi vào cái câu mà nó cái câu đó là như câu nam nữ, cái câu nam nữ mà nhìn mình thẳng nhìn câu nhau đó, mình nhìn thẳng mà mình nhìn nhau thì mà bẽn lẽn vậy thì thấy nó hơi lợn cợn một chút xíu. Vâng, cảm ơn sự chia sẻ và những ý kiến đến từ ban giám khảo của chúng ta. Và chúc mừng hai thí sinh đã hoàn thành xong phần thi của mình. Rồi hỗ tay cho Quốc Tuấn và Tuấn Phong. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã đến với giây phút rất hồi hộp của các bạn thí sinh tuần này. Và để xem kết quả như thế nào đến từ ban giám khảo. Nhưng trước khi đó hãy cùng nhau dành một tràng hỗ tay gặp gỡ lại bốn bạn thí sinh. Xin mời. Và như thường lệ chúng ta cùng gặp Thanos Trấn Thành chứ. Đến với một cuộc thi thật sự ra chúng tôi welcome mọi người, kể cả những người thật là giống, kể cả những người thật là giải trí, kể cả những người là chưa giống lắm mà có cái hướng phát triển tốt, có nghĩa là cái khả năng hoàn thiện cao. Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ dựa vào cái cách mà các bạn thể hiện trên sân khấu để mà chấm cho các bạn, để xem có vào được vòng trong hay không. Hôm nay như tôi đã nói, có thể là bốn bạn đều tốt cả, nhưng dĩ nhiên sẽ có những người mà chúng tôi nghĩ rằng là sẽ được đi tiếp và những người phải ở lại. Và xin được chúc mừng cho người đầu tiên là một người hầu như không có sai sót, không có sai sót trong cái phần trình diễn của mình. Đó là Tuấn Phong. Xin chúc mừng thí sinh Tuấn Phong. Không nghi ngờ gì nữa. Tuấn Phong đã có cơ hội. Người thứ hai là một người gây cho tôi rất nhiều cảm xúc, đó là bạn. Nguyễn Thị Hiền. Nguyễn Thị Hiền xin chúc mừng bạn. Hai bạn làm tôi khó xử lắm đấy. Hai cái nhân vật này á, một người thì quá giống Lệ Quyên, nhưng mà khuyết điểm của bạn thì lại quá nhiều để phải hoàn thiện. Bạn chỉ được đúng một cái chuyện á, là cái thần thái, cái cách mà bạn tưởng tượng thật sự rất là Lệ Quyên, và cái âm sắc bạn phát ra rất là Lệ Quyên. Nhưng bạn còn quá nhiều những cái khuyết điểm bên lề. Bạn Bằng Kiều hát có chỗ giống, có chỗ không, mà giải trí khủng khiếp. Hát mắc cười ơi là mắc cười. Thật ra cuộc thi nào thì tôi cũng có tiêu chí của nó. Đúng vậy. Mặc dù rất là muốn, nhưng mà Thành chắc là phải hẹn là các bạn ở những kỳ thi lần tới, nơi các bạn sẽ chín mùi hơn trong biểu diễn của mình nha. Chào tạm biệt. Một tràng hô tay xin được cảm ơn sự xuất hiện của hai bạn còn lại trong cuộc thi này. Và chúng ta chỉ có hai nhân vật có cơ hội bước vào vòng tiếp theo mà thôi. Xin được chúc mừng cho Tuấn Phong và Nguyễn Thị Hiền. Xin được mời ban giám khảo quay lại sân khấu ạ. Và ngay bây giờ, Minzo, Khải Như xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.